Thưa quý vị và các bạn, nhằm hỗ trợ và giúp bệnh nhân đái tháo đường không thừa cân béo phì hay còn gọi là đái tháo đường tuyếp đa trong điều trị, các bác sĩ ở Bệnh viện Trung ương Huế đã nghiên cứu đề tài kháng thể kháng glutamic acid decarboxyla, gọi tắt là GAD. Thành công từ đề tài nghiên cứu này đã mang lại nhiều hỗ trợ quan trọng giúp bệnh nhân đái tháo đường tuyếp 1,5 hay còn gọi là đái tháo đường tuyếp đa điều trị hiệu quả, ghi nhận của phóng viên thời sự. Bà Thái Thị Hồng Ngoạc là một người mắc bệnh đái tháo đường từ năm 1999, đến nay đã tròn 20 năm. Khi bệnh nhân vào Bệnh viện Trung ương Huế để điều trị, được các bác sĩ đánh giá và định lượng nồng độ kháng thể kháng GAP rất cao. Đây là một trong số những trường hợp điển hình về mắc bệnh đái tháo đường tuyếp đa. Với triệu chứng ban đầu là nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn và giảm cân. Khi kiểm tra thêm đường máu, các bác sĩ đã chẩn đoán bệnh nhân mắc đái tháo đường tuyếp 2 và có chỉ định dùng hai loại thuốc uống metformin để điều trị đái tháo đường và đáp ứng tiêu chuẩn mức glucose máu cho phép. Tuy nhiên, mặc dù đã tăng liều hai loại thuốc đến mức tối đa nhưng mức glucose máu vẫn không đạt mục tiêu. Bệnh nhân cảm thấy mệt nhiều, khạc nước và đặc biệt là sụt cân rất nhiều. Sau đó, bệnh nhân được chỉ định dùng thuốc insulin để tiêm. Nhờ vậy, tình hình sức khỏe có nhiều chuyển biến tốt. Ban đầu bác sĩ cho mẹ điều trị bằng thuốc uống. Sau một thời gian bác sĩ khám lại thì chuyển sang cho mẹ điều trị insulin. Từ khi điều trị insulin bây giờ thì sức khỏe của mẹ cảm thấy có phần nào hơi đỡ. Đó là kết quả đạt được từ đề tài nghiên cứu kháng thể kháng GAP trên bệnh nhân đái tháo đường không thừa cân béo phì do Bệnh viện Trung ương Huế triển khai thực hiện trong thời gian qua, nhằm xác định nồng độ kháng thể kháng GAP và tỷ lệ có kháng thể GAP dương tính ở bệnh nhân đái tháo đường không thừa cân béo phì. Qua đó, để so sánh đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, kết quả điều trị giữa hai nhóm bệnh nhân đái tháo đường có và không có kháng thể kháng GAP và đề xuất biện pháp điều trị hiệu quả cho người bệnh. Ở đây thì chúng tôi muốn đề cập tới một cái tiếp insulin nằm giữa hai loại trên mà người ta hay đặt là cái tiếp 1,5 hoặc là cái đái tháo đường tuyếp đa hoặc là đái tháo đường từ miễn tiềm tàng ở trên người trưởng thành. Thì cái đặc điểm ở trên bệnh nhân này thì khởi phát thì ở lúc là trưởng thành. Tuy nhiên thì trong quá trình diễn biến của bệnh thì diễn biến rất là nhanh và sau đó người ta sẽ chuyển sang giai đoạn là cần insulin hoàn toàn. Theo kết quả điều tra năm 2012, tỷ lệ đái tháo đường tại Việt Nam là 5,42%. Nhiều bệnh nhân đái tháo đường tuyếp 2 tại các vùng nhiệt đới là không béo phì. Ngược lại, ở phương Tây, 60-80% bệnh nhân đái tháo đường tuyếp 2 là béo phì. Nhiều nghiên cứu trên thế giới cho thấy bệnh nhân đái tháo đường LADA có BMI thấp hơn đái tháo đường tuyếp 2. Điều này liên quan sự suy giảm chức năng tế bào beta tuyến tụy do giảm khối lượng tế bào beta nhiễm độc glucose, nhiễm độc lipid, lắng đọng amyloid trong tuyến tụy hay có cơ chế bệnh sinh qua trung gian miễn dịch với sự hiện diện của kháng thể kháng đảo tụy ICA và kháng thể glutamic acid decarboxyla. Qua cái nghiên cứu như thế này thì chúng tôi muốn đưa ra những cái lời khuyến cáo đối với những cái bệnh nhân đái tháo đường mà không thừa cân béo phì thì có một tỷ lệ rất cao cái tỷ lệ kháng thể kháng GAP dương tính, và đối với những đối tượng như thế này thì cần theo dõi và quản lý cái đường huyết trên bệnh nhân này là rất chặt chẽ, tại vì cái thời gian chuyển từ cái giai đoạn mà dùng thuốc uống sang cái sử dụng insulin hoàn toàn nó rất là ngắn. Và khi chúng ta quản lý được cái trên bệnh nhân này cái nồng độ gluco ở trong máu trong cái giới hạn một cách bình thường tốt nhất có thể được thì chúng ta sẽ hạn chế thấp nhất các cái biến chứng của bệnh lý đái tháo đường ở trên những bệnh nhân như thế này, và qua đây thì cũng góp phần giúp để cải thiện cái chất lượng cuộc sống cho những bệnh nhân. Việc xác định thể đái tháo đường LADA chưa được chú trọng, đặc biệt bệnh nhân đái tháo đường lớn tuổi và không béo phì. Qua nghiên cứu này, nhóm nghiên cứu của bác sĩ Trần Thừa Nguyên đã đưa ra một số ghi nhận. Ở bệnh nhân đái tháo đường không thừa cân béo phì, tỷ lệ kháng thể kháng GAP dương tính là 7,75%. Khi vượt qua 50 tuổi thì nguy cơ xuất hiện kháng thể kháng GAP dương tính tăng gần gấp 3 lần. Điểm các giá trị tuổi để xác định tình trạng có kháng thể dương tính trên nhóm đối tượng này là 57.
Vì thời gian theo dõi ở nhóm dương tính còn ngắn nên không ghi nhận sự thay đổi rõ về phác đồ điều trị. Tuy nhiên, cần theo dõi chặt chẽ trên nhóm bệnh nhân này để có điều chỉnh kịp thời nhằm khống chế tốt glucose máu, tránh biến chứng cho bệnh nhân.